Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay em đi làm về mà vừa mới về tới là thấy một đống đồ ăn nữa nè. Mà không biết có cái ý định gì mà tự nhiên ổng đi mua một phát quá trời đồ. Anh mua gì mà mua quá trời đồ vậy? Trời trời trời, làm giờ. Anh định đi mua bia mà vô hết bia rồi, tôi thấy mấy cái này nó xèo thôi, nhớt mày hết luôn. Này bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem để coi ngày hôm nay anh mua được những gì nha, quá trời đồ luôn. Đây mọi người, cái này á là xúc xích. Xúc xích này hôm qua mình đứng ngoài trời mình nướng mình ăn nè, bữa nay anh mua lại nè. Cái loại này ngon, ăn nó ngon thơm. Nó mới 4 đồng à? Anh kiếm đồ để cho em nè, kiếm gì để. Đây xúc xích nè, vừa hấu đó mà ngon đó. Gọt ăn đi để vài bữa nó hư gọt đi, lá gọt ăn đi. Này xúc xích nè, đó bánh mì. Ủa bánh mì này hết rồi hả? Còn có 2 miếng. Nhanh vậy, ngày nào anh cũng ăn á mọi người, ngày nào anh cũng ăn một cái này nè, hai cái hả? Cho nên nó mau hết đó. Này hai bịch, bịch này đồng mấy phải không? Đồng 99. Còn cái bẻ xương nè, bẻ xương xong mua thêm bẻ xương nữa vậy. Nó tươi để mai ướp. Ướp của thứ sáu đi làm gì nướng mà vừa có rồi. Có 1 đồng 89 phao à. Cái này nguyên bẹ này mà 12-13 đồng, rẻ ghê quý vị. Một bẹ này là 6 phao là bao nhiêu ký? 6 phao là 3 ký hả? 3 ký. Cho nó 3 ký. Bây giờ cho 3 ký đi. 3 ký mà 13 đồng. Cho 14 đồng đi. 14 đồng là nhiêu tiền ta? 14 đồng. 14 đồng hả? Là 300 mấy ngàn. 300 mấy ngàn. 300 mấy ngàn mà 3 ký, quá trời rẻ. Ở Việt Nam mình mấy hôm nay đang dịch đó, nó mắc nó chết luôn á. Trứng á, mua thêm trứng nữa hả? Nó xèo xuống nó còn rẻ quá, không biết 5 cái nữa bỏ ổn rồi. Ở này thì hạt đậu nè, đậu này mấy đợt trước anh mua anh ăn hết trơn. Đợt này không mua nữa, không mua nữa để ông nhậu gì. Nè hai cái. Này hạt điều. Hột điều, cái đó là điều. Cái hột điều mà của Việt Nam mình nướng á, rồi đập ra đó là nó không có dính líu gì, nó là để vậy luôn. Còn này bí ngòi vàng, bí ngòi vàng. Ở trong chợ đó thì thường nó bán mấy cái này rẻ. Dưa leo này ngon lắm nè quý vị. Cái dưa leo này nó giòn. Giòn ăn ngon. Ở Mỹ ha, có nhiều loại dưa leo ngon lắm luôn. Dưa leo xào, dưa leo sống. Nhiều thứ lắm. Cần nữa nè, cần tây. Cần tây này á mình ăn sống được luôn á quý vị. Ăn giống như là ăn dưa leo vậy đó quý vị. Mà nó không có hôi, nó không có hăng lắm đâu nha. Nên mà nó nhiều nước lắm. Trứng, trứng gà. Trứng gà bự dễ sợ. Dĩ nhiêu? 98 đồng à? 98 sen. 98 sen à? 98 sen, mà ông mua 4 dĩ hả? 5 dĩ hả? 5 dĩ trứng. 5 dĩ trứng rẻ ghê các bạn ha. Quá wow, trời rẻ. Còn này gì đây? Cá mồi hả? Này cá mồi. Cá mồi dầu hay gì đây? Mồi dầu. Cá mồi dầu. Hai hộp. Một vàng, một xanh là gì? Một cái oil với một cái gì? Hot, hot sauce gì nhỉ? Hot gì đó? In hot. Con này là in oil, cái này là dầu không à? Cái này dầu, này chắc có ớt nè. Đúng rồi đó. Còn này là quay tuna, là con cá người đại dương trắng đó. Đó một hộp, hộp bao nhiêu anh ăn thử hộp hả? Có 1 đồng 10 sen nè. Còn có 7 mấy sen à, anh bưng này xuống đi, bưng xuống đi. Đây mình dặn anh mua nước ở nước dừa cái hiệu này không ngon nha anh. Ngon lắm à? Đồ vô Goya này không có ngon bằng cái hiệu mà đợt trước em mua đâu. Cái hiệu kia nó hiệu này nó nhiều đường hơn, nó bỏ đường nhiều hơn. Nhưng mà anh lại uống cái này anh lại khoái hơn. Cái loại mà bữa em anh mua đó nhớ không? Cái loại cái màu xanh lợt á. Nó cũng cái hiệu này luôn, anh coi rồi. Khác. Cái hiệu này của Goya, còn thằng kia hiệu khác. Tao khui một cái uống thôi. Ủa chơi sao khui uống? Vậy chứ mua vậy bè không lẽ bỏ. Ngồi ngó em. Hay quá. Cái nó khô lại. Nhiều chuyện quá, thank you. Tối rồi mới ngồi. Bữa nay mình đang bị mắc kẹt á, uống này cho nó mát người cho nó ra. Đây, nước dừa nào.
mình uống không nó cũng mát, hoặc là mình lấy mình nấu ăn đó, rồi mình làm đồ đó. Nó nguyên chất. Còn cái chai mà cái chai màu xanh xanh đó giống như Coca-Cola á, cái chai đó thì nó có gà, nó không ngon. Đây. Bây giờ mình sẽ phai đao trái dưa hấu. Rồi, chặt ra. Trái này mấy phao? Mấy phao? Anh không biết, trái nó bán có 3 đồng xăm lầm xe nè, chưa biết vậy rồi. Audi nó bán dưa hấu rẻ. Dưa hấu nó là nó không có đồng đá như thô gạch này kia. Gì đồng đá? Thô gạch đồng đá gì? Thô gạch có, cho nên bữa mùa em không thấy nó lạnh lạnh, nó tuôn mồ hôi. Nó mới bị hư á. Còn này nó đem từ farm về nó bán luôn, nó không có vô, nó không có giữ lạnh. Trái này hơi dày vỏ ha, nhưng mà được, nó không có bị hư, nó không bị dập. Rồi cắt ra, cắt ra, thơm quá. Nó còn tươi á. Thơm quá. Nó còn tươi mà, tự anh thấy nó đang sở xuống mà. Ngọt. Ngọt á, nhìn cái màu vậy thôi chứ nó ngọt. Nó đang trên xe nó thảy xuống mà. Ráo luôn, nó đầu có chảy nước rồi không? Cái vỏ này mà gặp ở Việt Nam thời trước là lấy làm dưa, làm chua. Thời của anh rồi á. Nó bên họ, nó bên cỏ. Nó. Gà kiếm chuyện với mình, ai làm gì đâu. Cái sự, nãy giờ kêu hung. Không cho hung. Xin hung miếng, không cho là không cho. Đó, nó gây sự đó. Cái gì kìa? Nó đó. Đặt đứng nó nghe đó. Con. Nói gì chóng cái nè. Đó, đang chơi với mấy khủng long của nó. Nó đang nói chuyện với mấy khủng long á. Nãy giờ dụ nó, ta rủ nó tắm mà nó chưa chịu tắm. Mình dụ nó chịu luôn. Đưa cái miếng nhỏ cho em mày. Ăn thử miếng. Bước không? Thôi, để em cạp. Cá không không? Cái gì không cá không? Ngọt nhưng mà có điều vỏ thôi vậy. Vỏ còn miếng vỏ. Không có ba mấy nè. Không biểu gì hấu thì đâu. Vỏ nó vậy. Ở Việt Nam mình hồi xưa á, Tết á, là chân dưa hấu tròn như thế này nè. Đâu thôi. Vỏ cũng vậy, y vậy không? Nó cắt xuống phải không? Nó còn cái mùi của dưa hấu thôi. Mình nhớ hồi xưa đó. Nè. Ăn dưa hấu có vỏ vậy à? Chưa hả? Xong rồi mình chiếc ra. Đó. Ăn dưa hấu là trong cái vỏ. Ăn cầm cái dưa hấu là nó bự gì nè. Mà vỏ nó dày giống y luôn á. Mà lúc đó ăn nó giống dưa hấu giống như vậy á thì nó hay bị lạc. Ngon. Ở đây mưa hấu nhiều khi cũng hên xui lắm nha. Nhiều lúc mà mua chúng được trái dưa hấu ngon á, mừng lắm luôn á. Còn không là nó hay bị cái vụ mà chín nè, dập nè, nhiều cái. Ăn cái ăn miếng hấu này no luôn, hết là gom luôn. Nãy giờ uống một lon nước dừa, ăn miếng dưa hấu với nãy ngồi góc bên kia ăn hết mấy miếng thịt nướng, no căng cái bụng luôn. Nước hào mua. Ngọt, ngon. Mày bây giờ mày đi hấu thôi mà ăn. Khỏi ăn cơm. Ở đây nhiều khi mình đi làm á. Mày cũng đâu ăn cơm gì nhiều không? Mày chẳng mập. Hình ký như kia chứ.
Còn có đợt bên bên chị Mãi á, chắc có lẽ là do đi làm về xong rồi còn lo con cơm nước, rồi nhiều khi thức tới tối á làm YouTube rồi nữa. Rồi một phần á là lúc đi làm xong cái tới cuối tuần á tranh thủ chạy về á, cho nên chắc lúc đó là nó bị kiệt sức á, nó mệt á, cho nên lúc đó ốm không mập nổi luôn. Với phần á lúc đó làm suốt rồi, làm suốt xong cái là tới giờ cái bắt đầu là tranh thủ chạy về rước con xong rồi phóng lên xe là đi luôn, chứ có nhiều lúc đâu ăn uống gì đâu. Lúc đó uống ốm xuống được 4 kg mừng chết luôn, giờ lên 4 kg. Trời ơi, bữa đó mà ốm xuống 4 kg thì điều mà mở tiệc ăn mừng luôn vậy. Rồi gặp về ông chồng bồi bổ quá, ông mua đồ ăn ngập nè quý vị, ăn muốn chết luôn. Rồi gặp gần y đình đó, trời ơi đồ ăn thôi mời, nhất quyết là không ăn, không đem cơm theo, không ổng nấu canh chua á, cái mình lấy mấy hũ canh chua mình theo mình ăn với mì gói á. Bữa nay á hả, nhất quyết là không đem gì theo nha, chỉ có đem sữa đậu nành theo uống thôi, với dưa hấu ăn thôi, không đem đồ ăn. Cái dưa hấu nó bự là bá luôn hả? Thôi nhiêu nhiêu thôi, đẩy nó lại đi chị, cái đó chị nào ăn mình gọt tiếp, chứ ăn gọt hết nó dập nè quý vị. Thao luôn, thao luôn nè quý vị, thao luôn, còn dư được nửa trái gọt về cái xong lấy đồ chùm lại. Cái gian bếp chỗ này nó hơi nhỏ, nhưng mà được con cái là mình xe cái phòng này á, thì được cái là mình sử dụng cái nguyên cái gian bếp này là của mình không có xài chung ai hết trơn, nó đỡ. Chứ còn ở bên có nhiều chỗ mình xe á, thì mình phải xài chung bếp với người ta, nó hơi phiền. Con này nó hơi nhỏ nhưng mà có điều mình chỉ sử dụng mình thôi, nó khỏe. No nè, ăn căng cái bụng mình nè, căng cái bụng luôn, no ốc luôn nè, không quá trời nè, tròn ổng cái bụng luôn nè, dưa hấu với nước dừa đó, nó dừa mà nó no căng cái bụng luôn. Đừng ăn cơm ăn nha, lát bỏ mì vô với thịt này nè, cắt nhanh, lát anh cắt nhanh nhỏ rồi anh bỏ vô cho anh, rồi lấy cái hũ nước mắm nhỏ cho anh được, bây giờ anh làm mà không có đồ hâm, không muốn ăn được. Ăn gì, mì á, mì với thịt hả? Mì với thịt nướng nè. Vậy anh dở luôn đi, anh tự dở theo anh ý anh đi. Có hai cái hộp đó anh đem ra rửa đi, anh không rửa là lấy hộp đâu cho con ăn cơm. Hai hộp đồ ăn á. Còn thịt chồng cho anh qua, anh để nó thôi, để em làm gì em làm. Đây bây giờ thì chắc kho thêm một miếng cá cho anh Rì, tại vì mấy hôm nay thấy anh Rì nó ăn cái gì? Thịt kho hộp vịt với mấy cái đồ ba anh Rì nấu rồi đó, ăn cũng mấy bữa liên tục rồi, bây giờ đổi món cho ảnh. Giờ mình có một cái miếng cá hồi nè, miếng cá hồi này nè đó, bây giờ mình sẽ cắt ra mình kho lạc lạc cho ảnh ăn. Ảnh khoái ăn cá thu này lắm á, cá này có hồi chứ hả? Cá hồi nó phải cá thu cái gì, cá này có hồi, cắt ra cái đồ kho mặn mặn á, nó cái kiểu là vừa ăn thôi đó. Thích lắm, ăn nhiều khi hả, một phần cá như thế này á, có khi hành gì nó ăn cái tuần á, tại vì thường là kho cho anh Rì ăn không, mà đâu có, hai vợ chồng đâu có ăn đâu, hai chồng không có đồ ăn, tại vì hai chồng thường ăn bát đồ khô á, kiểu là nước hành gì thì nó phải ăn đồ nước, mà mình nấu khô quá thì anh Rì nó ăn không được đó. Tự nhiên sạch kỳ quá. Ăn dưa hấu nãy giờ nó no không chết luôn, cái phần nãy về thấy nước dừa uống hết nửa lon nước dừa, no quá trời no đó. Giờ bắt lên ướp kho nè. Mình có cái nồi nè, bữa mình mua trong Rốt á, cái nồi này 8 đồng 7 đồng vậy đó, dễ thương. Vừa đủ kho cái nồi cá vậy nè đó. Bây giờ mình sẽ nêm một ít hạt nêm, một ít bột ngọt vô đây, với nửa muỗng đường vô đây, một nửa muỗng muối vào đây cho nó cứng cái thịt, cứng cái cá.
Đây, nửa muỗng hạt nêm vô đây nữa. Đó, với thêm một ít tiêu. Đó. Rồi, thêm một chút nước mắm. Đó, xong. Để ướp chút xíu, trộn đều lên. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì vừa đi làm về, xong là thấy có một đầu bếp đang đứng nướng thịt ở ngoài sân. Mà anh nướng thịt sườn thôi hả? Sườn thôi. Cái gì nữa? Đủ rồi, hai vợ chồng ăn xong hết. Nhiều quá. Bắp đậu bắp đồ. Đúng rồi. Đó, đã đi vừa đi về là thấy có mùi thịt nướng thơm mà mình tưởng là do chị trong nhà chị nấu, ai về đâu. Đi qua khuất cái góc đó thì lại thấy ảnh đang đứng nướng thịt. Rồi Henry thì đang đứng chơi với anh Đại nè. Đó hai đứa chơi. Đạp xe đạp đi Đại, đạp xe đạp đi Đại. Xe đạp đâu? Đạp xe đạp đi. Nó đuổi vô rào, nó kéo là nó lộn bị vậy. Ủa cái đó chạy được không? Chạy đâu nữa đâu, lấy đây. À, lâu lắm rồi anh chị mới lên trên này chơi á. À, chạy dí theo mẹ lên. Trời anh chạy kìa. Năm tuổi mấy mà chạy kìa. Coi kìa, con nó chạy kìa. Chạy cái tướng chạy kìa. Trời ơi, ba ơi, mặc cái quần sao mà nó săn lọn lọn kìa ba. Hả? Đó chạy hai cái chân yếu xìu à, nghe không, thấy hai cái chân yếu xìu không, không biết sao mà cái chân nó yếu xìu à. Đó, chạy mà hai cái chân quẻo. Chạy đi dí chạy mệt ư, mệt rồi hả. Trời quá. Đó anh Đại chạy pha luôn, còn hai gì. Anh kìa chạy kìa, anh kìa nó chạy kìa, mắc cười quá à. Rồi, 1, 2, 3, go. Tay chân cờ hiều cờ hào. Đó. Mới qua chiều á, chiều anh đi làm về cái anh cho con ra đây cho nó chạy vòng vòng cho nó quen cái chân. Cũng cho nó chạy nữa. Anh ướp hồi nào à? Ướp lúc 5-6 giờ lúc đón con về. Đó, một mâm thịt nữa, lại tiếp tục thịt. Té luôn. À, cái này ướp khác nha em, ướp thứ dữ luôn á. Cái này cao cấp ăn á. Hôm nay vui lắm mới ướp cho em nha, chứ không hồi đó giờ rất ướp nó dữ luôn. Trời ơi, vậy đó hả? Trời ơi, vậy đó hả? Cái sốt này làm cực lắm. Trời ơi, cực quá hen. Tiếng mấy đồng hồ không đúng, đổ bỏ, làm khác cứ làm hoài luôn. Chưa. Ừ, làm đến chừng nào nó đúng cái xíu. Mỗi chân thì ngồi chơi đi con. Mỗi chân ngồi nghỉ. À, bữa nay xem coi có rau gì hái không. Hôm nay không có rau gì hết nha. Rau xôm, xà lách gì hết rồi. Đây, xà lách cột hả? Bạc hà bữa nay lên bự rồi nè. Xà lách hết rồi, xà lách già lắm rồi, xà lách này đắng rồi. Xà lách bữa nay già rồi, thôi không ăn đâu. Xà lách bữa nay già. Ô, dưa leo của mình bữa nay có hoa nè. À, quá trời hoa nè. Ông Thu về lặt đặt tắm đi nhậu. Vậy hả? Anh Thu hôm nay cuối tuần mà. Mời nhớ đi qua bên nhà anh đi nha. Em hẹn anh 8 giờ á. Em giờ mới đi chứ. Thì em hẹn 8 giờ đó, mà mời 8 giờ em chạy về. 7 mấy em chạy về tới. Làm xong rồi chạy về xong rồi đi. Chạy. No hả? Chính là nè. Lấy cái dĩa ra. Ủa. BBQ anh ơi. Thử không? Nè, coi, thử tay nghề coi. Coi tay nghề ướp như thế nào. Đây, bây giờ mình sẽ ăn thử cục này đi. Để xem ảnh hôm nay nước làm sao. Thịt sườn mềm ghê. Chua xì không? Hôm nay em mua được mấy cây cột thịt sườn ngon. Chua xì à? Ừ, mềm. Đặc biệt là cái sốt đó, cái sốt này á, anh biết gì nào anh làm á. Cực lắm.
làm không đúng rồi bỏ bỏ cái sốt ngon. Rất ngon. Đây có muội gào, hai gào luôn, ăn luôn tại chỗ. Thơm quá. Làm cái gì? Ăn rau. Làm cái gì? Rau thơm. Rau thơm ăn với thịt. Ngon quá. Mấy bụi quế anh mới cắt hôm kia, cái bữa nay anh nướng thịt. Hết rồi không luôn. Ăn nướng anh ơi. Xíu là anh hết cái 1 triệu rồi. Ngon á. Rủ đại anh nó không ăn, nó đòi ăn xó xịt không à. Hôm nay đâu có xó xịt đâu. Hôm nay bệnh hả anh? Bị chích đi. Ê hả? Bị hành hả? anh Thu anh cũng bị giật á. Ổng đi nhậu rồi. Giật có chút xíu rồi em. Ổng là nhẹ đó. Ổng yếu á cho nên cái con vi khuẩn của ổng chống nhẹ quá. Giật càng mạnh là càng tốt. Không chưa thấy. Dài gà mang dài dâu nè. Đại chạy vòng. Ông ba thổi, ba thổi kìa. Đưa ba thổi, đưa cho ba thổi. Thổi cho ba thổi. Để thổi đi hả, đưa nó để nóng quá nó không. Đại lấy cái chén cho con. Lấy chén với thịt nè. Cái chén không bầu. Chạy rồi chén hả? Nóng quá hả? Trời chút đi con, trời chút cho nó nguội. Thôi không chạy nữa. Mệt rồi. Rồi lên ghế ngồi hay gì? Rồi, lên ghế ngồi. Không chạy nữa. Em đi cũng vậy nè, không có tới đúng cái lò nè. Còn nóng á. Xích ra, xích ra. Nó con ăn em đợi nha. Đứng xích ra này rồi đó, anh đợi em nè. Đợi anh có xịt mà ba anh không có xịt cho anh đợi. Đây cho mình hỏi à. Đúng rồi. Không có cái lịch trên đại rồi. Nóng quá. Hỏi rồi ngủ rồi nè. Nóng quá. Nóng hả? Để mình hỏi thêm nha. Rồi để mình hỏi thêm. Da bị ướt sao lại ngon không? Wow. Ngon không con? Ngon quá. Lạ không? Lạ. Mốt rồi mốt nước nướng anh. Cái này khó làm sốt lắm em. Hồi đó tụi anh làm ở nhà hàng đó là tụi anh giữ cả mấy tháng rồi. Làm là phải làm nhiều, còn mà làm ít rất khó làm lắm. Làm này, đổ mấy làm đổ mấy lần luôn. Đổ quýt luôn. Làm đổ mấy lần đó tụi nó không có đúng cái vị á. Cái bỏ, cái lọc lại. Cái gì ghê vậy? Bếp chuyên nghiệp
Ở nhà xuôi khúc 1 mà em 8 khúc anh nắm đầu người ta mà. Nên mỗi lần anh làm sốt rất cực lắm. Làm lần nó làm nhiều mà quăng ở trong cái lần. Làm số nhiều quá thì mình quen rồi, hiểu không? Lượng mình đo mình ấy rồi mình biết rồi, mà lâu lâu em làm kiểu này nó có chút xíu à, em canh đấu được không? Đi bên kia đúng rồi, đi chỗ đó kẹt kẹt rồi. Thử mía nè, lại ăn nè, để hồi nó nguội hết ngon anh. Còn mới là hối hận á, anh ướp không phải như người ta đâu. Lại ăn mía nè anh. Cái nước sốt của anh ướp lạ lắm á, em ăn em biết à. Nước sốt thì... là tự anh chế, tự anh làm không á. Mà thiệt không phải có người chơi đâu chạy. Thôi nghe nghe, nghe. Tắm đi nhậu liền. Thử đi, không có nước sốt nó làm lạ hơn hơn người ta đó. Ủa, mỏi xuống, mỏi đá nè. Cái nắp rồi. Cái nắp. Thôi. Xong rồi thôi khỏi. Ừ, đi nấu cơm sốt vậy đó, anh ướp là vừa luôn hả? Thịt, thịt bữa nay anh xưng mua trong Aldi á, mềm mới ngon à. Ừ. Hả? Ừ. Nữa. Má nó hành bệnh quá trời bệnh. Răng lên cái hai cái bãi dài với lại cái xương sống luôn. Chưa, cái đó mới có một rồi. Cái nhì kìa, cái giặt em mới tiện rồi. À, cái hài chắc nó không. Cái hài cho nó chích bên phải, không cho chích bên trái nè. Nó chích phải chích chán vậy à, nó giặt em rồi, nó vẫn giặt à. Nhưng mà cái bên nào chích là bên đó đâu. Nó chích được, cái tay đơ luôn, dở luôn lên luôn nữa. Tê rồi lạnh mới lạnh cái chân á. Lạnh cái chân mà để vậy nè. Đỡ không nổi luôn. Tê liệt mới bất thịt quá. Được đó. Em làm bây giờ đỡ rồi. Em chích làm chích bên tay trái, tại em chích phải, tại tay phải mình còn cầm kèm đồ. Nên em mới tập thể dục phải đi phải chạy phải làm tùm lum mới cho nó đúng cái điều á. Chích cho anh sành á một mũi là nó đỡ hơn. Em có mũi cái gì là nó giật cho em nó tê tua rồi. Nó càng giật em á là cái thét thể em nó còn mạnh nên nó mới giật. Hai bên nó phay nhau. Còn mà nếu mà kháng, nếu mà em không có cái như cái kháng thể em mới tự nhiên chích vô không có gì đó là kháng thể em yếu, sau này em dễ dính lắm. Okay. Cho nên nó giật càng tốt, nó càng giật càng tốt là cái kháng thể trong người em nó mạnh. Nó chống lại cái nó càng hành em á là cái kháng thể nó càng mạnh, nó đang chống là cái con COVID chích vô. Nó đánh lộn mẹ. Mà nếu nào mà nó mà chống được rồi đó là con COVID đó là của em. Nhiều bên này nó cũng còn tê. Ừ, cái con COVID là của em, cho nên sau này những con COVID khác mà nó nhập vô em á, nó không nghĩa lý gì nữa đó. Gì con? Đừng có nghe người ta nói à, giặt bị đồ là mình yếu, không có đâu. Càng bị giặt là con người bị càng khỏe. Ủa sao sáng đi làm chung với anh Chí mà giờ ổng chưa về anh đi chứ bạn? Không đi không? Anh đi đâu nổi đâu. Đúng rồi, đi là ráng đi làm đi, đúng rồi, như bữa nay là không chịu nổi. Em đi không có đút con ăn á. Không biết sao sáng sớm nó làm kho xèo hết trơn á, nhưng mà qua chừng khoảng chút xíu là 15 phút là hết mâm á, không có hò cái gì nữa, ngủ quá, kỳ cục. Nó hành rồi, bữa sáng chút rồi. Sáng nó làm kho xèo luôn. Chưa, bây giờ nó mới là sốt thôi. Cái thứ nhì không phải là sốt nữa, cái thứ gì là hành. Mày giặt em á. Chơi đi con. Anh đang chơi. Không. Để như là anh dính không biết cái sao dạ. Là cái thứ nhì mới hạch luôn. Không ăn nữa, nói chưa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi bản tin Việt Nam Daily của chúng tôi. Xin kính chào. Bữa là anh chích một mũi rồi mà người giặt 2 ngày. Nói chỉ chích 2 mũi, người giặt 1 mũi thôi. Tại vì cái mũi đầu nó chích là yếu, cái mũi thứ gì nó mạnh lắm. Còn trôn sành nó nằm im, không hiểu không? Nó không mạnh, không yếu. Nó nói gần trôn sành là tấu ơn chích con mũi à? Một mũi hả? Thì anh với vợ chích trôn sành hả? Chích hồi tháng 4. Cái lúc mà nó bị người ta quậy cho nó ngưng á, là anh đã đăng ký rồi. Rồi đến hồi nó trở lại là anh đi chích luôn. Tại nó bị gì đó? Đúng rồi. Bị đau máu á. Cái con người của mình
kỳ đó hai nó bị, bây giờ hỏi em chích 1 triệu người mà bị có 2 người thì cái của em chích cũng mày hịch vậy thôi, 1 triệu người cũng bị 2 3 người. Và những người đó là những người đó là bị cao máu, em hiểu không, rồi bị tiểu đường, bị già không khai báo cao máu à, thì nó đông tự với chứng đông lên, em hiểu không, nó đông ở đông tự với chứng đông lên, em mà thấy á, chân cẳng em tự nhiên bị tê bị lạnh á là phải đi liền gọi bác sĩ, em mới chơi đi liền, còn mà em để 24 tiếng hồi lỡ đông muốn tìm là chết vậy thôi, kiểu bị bể mạch máu. Thật sự thằng nào nó cũng có vấn đề đó em hiểu không, nhưng mà tự nhiên vấn đề là do ai, do mình không chịu khai. Lại nó nói là trong Sài Gòn nó ra như khoảng 100 mấy triệu mà phải 100 mấy chục triệu á. Ừ. Ấy bị có bị có còn mấy người à? Quá. Để nó để bị thuốc bị loãng. No. Cái đó là cái đợt trước tháng tư. Em hiểu không? Cái thuốc bị hư. Cái lúc đó nó đang bị trong đỉnh kia nó bị nhiều lắm. Sau tháng tư nó đã chích rồi nó mới cho chích. Được lúc là anh năm chích tháng tư luôn á. Cái đó là cái ông Trâm là chính tay ông ấy đó. Rồi đến tháng tư là nó hết rồi, đến giờ chích bình thường. Nếu bị anh, vợ anh cũng bị rồi. Vợ anh là bị máu chút mỡ. Để cho mẹ chơi đi con. Chích vô tan mỡ. Ừ, tan mỡ. À mọi người, sau khi ăn thịt xong bây giờ mình suy nghĩ ra được một món, đó là mình sẽ luộc bún, xong rồi mình sẽ làm cái món là bún thịt nướng. Ngày mai mình sẽ đem theo ăn là ở trên tiệm. Bữa nay là ăn mì cái thịt gà xào với cái gỗ đó. Bữa nay đem lên làm mì khô ăn. À, làm mì khô cái xong rồi bỏ cái đồ xào đó lên ăn. Bữa nay thấy miếng thịt này ngon quá, chắc mời làm bún thịt nướng. Chờ nó gầy về nhà ăn nhiều quá. Nó mập. Mập mà thở cũng không ra hơi luôn quý vị. Chưa thành xì điểm luôn. Ôi, thôi vậy thôi chắc không ăn đâu. Anh luộc bún lát anh ăn đi. Không quá. Ăn đi. Mai thứ mấy? Mai thứ 6 hả? Không. Mai thứ 6 rồi, vậy là ngày mai. Mai ở nhà rồi, mai đi ở nhà rồi. Mai thì đâu có đi bà đâu, đâu cần phải dỡ bún theo đâu. Này, mai mình gọt dưa hấu này mời đem theo ăn tiếp. Hôm nay là ăn dưa hấu nè, với mì khô nè, với món gì nữa ta? Hình như hết rồi. À, với hồi nãy bánh bữa nướng á, cái lúc trên đường đi về đói á, thấy chị cầm ra ăn hết mấy miếng bánh, mà mấy miếng bánh đó tính ra là cũng bột không á. 4 miếng như vậy, 4 miếng bánh luôn á. 4 cái miếng bánh mà nướng nướng. Bánh gì giống như bánh bông lan vậy đó. Nướng trong đó nó có nho nữa. Kiểu vậy á. Ăn hết 4 miếng vậy nè, 4 miếng nha, mình nướng xong mình cắt vuông mà dài cả như vậy nè, 4 miếng. No rồi, ăn nãy hết 3 khúc sườn. 3 khúc thịt sườn này. Với 4 cái miếng bánh đó là nào bột nào thịt quá trời rồi. Rồi bây giờ còn nửa trái dưa hấu này để gọt mời đem lên tiệm ăn. Qua đem 2 hũ dưa hấu á. Bữa nay lên tiệm ăn tới lúc gần về cái ăn thêm hũ nữa. Qua thì ăn hết hũ, bữa nay ăn hũ nó. Cái này để lát gọt tiếp em đi. Các bạn thấy cái dưa hấu ngọt lắm luôn á. Ngọt. Mà không ăn thì nghĩ vài bữa nữa nó bị chín. Dập á. Rụt quá nó dập. Ăn phải ăn liên tục nè. Không ăn cái đầu nó muốn dập nè quý vị thấy không? Thấy cái màu không? Đây nè, 1 nè, 2 nè, 3 4 nè. Cái điểm này là nó quá chín rồi nó mới rụt thôi. Cái trái nào cũng vậy, cái cây chín quá là nó rửa nè. Nó mới mấy câu gì em quên rồi. Nãy đọc rồi quên. Ở đâu? Bình luận hả? Facebook của mẹ hả? Thấy nó dễ thương, đẹp gái chứ đâu xấu đâu, sao bị trai chiêu vậy? Trời ơi, em nói anh phước phần, bởi vì em nói anh đâu phải là đẹp. Đẹp là được đâu. Mẹ gặp cô hùng các đảng giống như ông Dũng đó vậy đó thì hả? Có đẹp cỡ nào đẹp nó cũng lụi à.
quan trọng là phước phần ai nấy hưởng thôi. Chứ đâu phải là nói tiếng đẹp là được đâu. Nhiều khi đẹp đẹp chứ gặp toàn lựu đạn không. Mình đỡ khỏe chảnh, đỡ thông minh lên chút. Nó lấy xong mà nó dông không á. Hồi đó tôi lấy ông tôi cũng sợ thấy mẹ. Sợ nhiều khi em chơi xong dông nữa đó. Sợ ông chết chứ bộ tưởng à. Tại ở Việt Nam á, bị cái vụ đó hoài luôn. Cho nên lấy chồng là hên xui đó, đâu phải là nói tiếng lấy là lấy đâu. Hên quá một tí nữa dông rồi. Ừ, hên quá. Lấy bào rồi. Nè, hổ nè. Bào bào đựng vỏ rồi. Chứ mới là anh dông mất tích rồi. Trời ơi, dám hả? Rồi. Mời ở nhà, anh coi anh kiếm giùm em cái đồ nghề thợ may của em nha. Ta biết rồi, nó hoài. Thì nhắc kìa, sợ không quên. Không quên đâu. Em sửa mấy cái quần của chị Loan cho rồi. Chị nói em ơi, chị hết quần mặt. Bà hết quần mặt, bà mới mua mấy cái quần để cho em sửa đó. Mà giờ em ôm hết xuống đây. Cái dấu nhìn ngon quá ha. Hết sảy luôn. Anh mua mà em. Cái này là cái vỏ này, là cái vỏ này mới ngon, là cái vỏ này nó cứng á, làm dưa chua nó mới ngon. Ừ. Ngon. Ngon. Ngon ngay. Ăn cái gì hấu này đáng không? Ủa ai gọi vậy?